Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận đấu rất gay cấn và căng thẳng giữa hai vận động viên nhiều tuổi nhất giải, đó là Bắc Thập và Bắc Quý. Bắc Thập người khuyến nông, còn Bắc Quý người hợp lý. Hai bác mặc dù đã trên 60 rồi, tuy nhiên với đường bóng rất khó chịu, những quả giao bóng mổ của Kenta cũng như những quả giao bóng xoáy rất khó chịu. Đây, đây là quả mổ, đấy, rất khó. Các bạn thấy Bắc Thập Bắc có quả mổ rất khó chịu. Rất khó, quả lên quả xuống. Chúng ta đang theo dõi ở xét đấu hiện. Rất hay. Có lẽ đây là một trận đấu mà giằng co giữa giao bóng với nhau. Rất là khéo léo, rất hay. Tỷ số là 3-3. Rất khó. Những quả mổ Kenta của Bắc Thập rất khó chịu. Lại lên rồi. Ghi điểm hai quả liên tục. Ba sáu. Bảy ba. Và tiếp tục quả giao bóng khó. Không được rồi. Lại ăn tiếp giao bóng rồi các bạn ơi. 5-8 rồi. Với kỹ thuật giao bóng xoáy lên của Bắc Quý phải nói là rất là khó. Đờ mi thành công. 8-6. Rất khó. Ghi điểm liên tục. 6 quả. Vậy đó, phải làm lật đật ổn định lắm cho nó đỡ rồi. À thế vòng sau. Thế nào, tình hình nào? Anh tiếp được không? Đánh luôn với anh Dương. Cho anh nghỉ vòng 30. Nghỉ tí đã. Nào nghỉ tí đi. Nghỉ tí đã. Tiếp tục ở set đấu thứ hai. Hoàng ơi, vòng nó cao à? Lên rất tốt. Xong đánh à? Không, em bận quá. À, rồi. Ok. Cố lên đồng ơi. Cổ vũ cho hai đội vận động viên nhiều tuổi nhất. Rất hay. Hay quá. Tốt quá rồi. Quả giao bóng mổ rất khó này. Tiếp tục Bắc Thập ra bóng này các bạn này. Đấy, lại xuống rồi. Ốp đi ông ơi. Ốp đi ông ơi. Ốp. Lên rồi. Rất khó chịu. Khó rồi. Quay thì nữa mới vào. Ở đâu? Cả Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa.
thế không không trưng bày được cái nào? Em còn một cây để lại nhưng mà chưa hoàn thiện à? Ừ, tiếp cái nhà trưng bày cái cây có nhiều cây đẹp lắm. Mà mai sáng nay nữa mới đến cây. Nó mấy ngày không? Trưng bày đẹp lắm mà nhưng mà chưa trưng bày hết không? Mới đang gọi là đang trưng bày trong cuộc tạm giam thôi. Thì nữa em qua tí đi. Rất khó những quả giao bóng 3-3-2 hay là 5 set đấy. Khó rồi. Linh ra bên kia chỉ đạo. Rất khó. 14 rồi các bạn ơi. Đang quay trận đấu này. Đây là thời gian của chiều nay bật không. Vừa rồi anh đi học. Hay, rất hay. Dưới đâu tôi đánh ra. Quả giật bóng rất tốt. Đấy, bắt đỡ được rồi đấy. Để chậm hẳn đấy á. Ừ. Không được. Rất tốt. Đây là hai trường phái giao bóng độc dị, rất khó chịu. Bắc Thập đang dẫn với tỷ số là 2-0 rồi các bạn. Bảy
rất hay. Có rồi, xoáy lên, rất khó đỡ những quả bóng mổ và bóng xoa. Rất hay, rất may mắn. Tỷ số 11-8, Trung Quốc, Bắc Tập thắng 3-0.